Chiều nay, 25 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho 84 sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang thành phố. Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có 67 đồng chí được Tư lệnh Quân khu quyết định thăng quân hàm, 17 đồng chí nhận quyết định nâng lương. Phát biểu tại lễ trao các quyết định, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, các đồng chí nhận quyết định lần này là những cán bộ sĩ quan tiêu biểu, luôn nỗ lực phấn đấu trong công tác. Thời gian tới cần tiếp tục ra sức tu dưỡng rèn luyện, tích cực gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.